hai nhóm người không được áp dụng chế độ tiền thưởng theo nghị định mới. Chính phủ đã ban hành nghị định 73/2024/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó, người hưởng lương, phụ cấp áp dụng mức lương cơ sở quy định tại Điều 1 nghị định này bao gồm cán bộ, công chức từ trung ương đến cấp huyện quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 4 Luật Cán bộ, Công chức năm 2008 sửa đổi bổ sung tại Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, Công chức và Luật Viên chức năm 2019. Cán bộ, công chức cấp xã quy định tại khoản 3, điều 4 Luật Cán bộ, công chức năm 2008, sửa đổi bổ sung tại Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật viên chức năm 2019. Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại Luật viên chức năm 2010, sửa đổi bổ sung tại Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật viên chức năm 2019. Người làm các công việc theo chế độ hợp đồng lao động quy định tại Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc trường hợp được áp dụng hoặc có thỏa thuận trong hợp đồng lao động áp dụng xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Người làm việc trong chỉ tiêu biên chế tại các hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động theo quy định tại Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội, sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ. Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức quốc phòng và lao động hợp đồng thuộc Quân đội Nhân dân Việt Nam. Sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương, công nhân công an và lao động hợp đồng thuộc Công an Nhân dân, người làm việc trong tổ chức cơ yếu. Hạ sĩ quan và binh sĩ thuộc Quân đội Nhân dân Việt Nam, hạ sĩ quan và chiến sĩ nghĩa vụ thuộc Công an Nhân dân, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn và tổ dân phố. Đối với chế độ tiền thưởng, nghị định nêu rõ người hưởng lương quy định tại các điểm A, B, C, D, D, E, G và H. Khoản 1 điều này không bao gồm đối tượng hưởng phụ cấp sinh hoạt phí thuộc đối tượng áp dụng chế độ tiền thưởng. Như vậy, hai nhóm người hưởng lương không thuộc đối tượng được áp dụng chế độ tiền thưởng trên bao gồm hạ sĩ quan và binh sĩ thuộc Quân đội Nhân dân Việt Nam, hạ sĩ quan và chiến sĩ nghĩa vụ thuộc Công an Nhân dân, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn và tổ dân phố.